Và TV256 xin mến chào quý vị. Quý vị thấy hình ảnh đây là anh Nguyễn Viết Dũng, tự là Dũng Phi Hổ đó thưa quý vị. Đây là một chàng thanh niên yêu nước, mới 31 tuổi thôi là đã bị bắt. Bị bắt với cái bản án 7 năm tù về cái tội yêu nước thôi. Anh Nguyễn Viết Dũng này đối với TV256 là một anh hùng, gọi là hiên ngang, gọi là bận đồ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đồ nhảy dù nha. Rồi đứng trước cái cờ vàng ba sọc đỏ, lá cờ tổ quốc Việt Nam, lá cờ truyền thống nha. Truyền thống là có từ thời Hai Bà Trưng. Nó truyền thống tại vì nó, cái nền tảng đó là cờ vàng, đồng vôi phất ngọn cờ vàng. Cái căn bản đó là cờ vàng, sau này thêm ba sọc đỏ, thành ra mình nói đó là truyền thống. Nó có từ thời Hai Bà Trưng lận, cách đây trên 2000 năm. Đâu phải là giống như cái lá cờ Phúc Kiến. Cái lá cờ Phúc Kiến nó có nguồn gốc từ tỉnh Phúc Kiến. Cờ đỏ sao vàng nó có nguồn gốc phát nguồn từ tỉnh Phúc Kiến. Một cái lá cờ tàu mà mình đem làm lá cờ tổ quốc của mình làm sao? TV256 không bao giờ chấp nhận được điều đó. Thành ra TV rất là yêu mến cái người anh hùng này, Nguyễn Viết Dũng, Dũng Phi Hổ. Đó là hình ảnh của anh ta. Và vì cái tấm lòng yêu nước của anh ta thôi mà anh ta bị giam gọi là 7 năm trời. Anh ta bị bắt vào năm 2017, 7 năm trời ở thì phải tới 2024 anh ta mới ra tù. Một thanh niên trẻ như gì, có 31 tuổi có tội tình gì? Anh ta hoàn toàn không có tội tình gì hết á. Vì cái tấm lòng yêu nước của mình thôi. Bị giam 7 năm tù. Thì hôm nay đó, bỗng nhiên TV256 nhớ lại anh và làm cái clip này để mà tưởng nhớ anh, những người yêu nước mà đang bị tù tội. Đây, hình ảnh anh nè, cái người bằng áo đen đây. Bạo quyền không khuất phục lòng dân, nhà tù không làm dân oan sợ. Anh giơ cái tay lên, đâu có sợ. Bên đây cô Phạm Thanh Nghiên, rồi anh bị tuyên cáo nè, anh bị tuyên án gọi là 7 năm tù và 5 năm quản chế. Vào ngày 27 tháng 9 năm 2017. Nên nhớ anh Nguyễn Viết Dũng này là ảnh sinh ngày 19 tháng 6 năm 1986. Khi mà ảnh bị bắt là ảnh có 31 tuổi thôi, còn rất là trẻ. Ảnh sinh ở Nghệ An nha. Sinh ở Nghệ An. Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Nguyễn Viết Dũng 7 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong khi đó, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tham gia vào Liên Hiệp Quốc, mà sau này làm chủ tịch là Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nữa. mà không biết gọi là bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền như thế nào. Bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền nó có quyền tự do ngôn luận. Bận cái áo có hình cờ vàng ba sọc đỏ nổi lên cái quyền tự do ngôn luận của mình, không có lý do gì mà phải bắt người ta hết đó. Mà phạt tù rất là tàn nhẫn, 7 năm tù, 5 năm quản chế, trong khi người ta không có tội gì hết. Lưu manh không? Mang rợ không? Rất là mang rợ, một chế độ mang rợ. Xử phạt những người yêu nước như thế này, người ta đâu có phải là treo cờ Phúc Kiến đâu. Cờ Phúc Kiến mới là cờ của giặc Tàu. Mấy thằng phản bức mới dùng cái lá cờ Phúc Kiến. Làm sao mà mình có thể mình chấp nhận được những cái chuyện mà vô lý như thế? Người yêu nước là bắt bỏ trong tù, còn một người phản bức thì ngây ngây như Nguyễn Phú Trọng nữa. Nguyễn Phú Trọng mà đeo cái dòng xích chó của thằng Tập Cận Bình nó treo vào cổ. Mấy người đó thì ung dung ở ngoài vào dòng pháp luật, trong khi những người yêu nước thì bị bắt. Đó, tức không? Người ta tuyên truyền gì? Cái đó là cái quyền tự do ngôn luận, nó nằm trong cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Con người sinh ra là phải có quyền tự do ngôn luận. Thành ra sẵn cái dịp mà để mà tưởng nhớ đến anh Nguyễn Viết Dũng thì TV256 có một cái câu chuyện muốn đố quý vị thôi. Có ba người thanh niên tên là Dũng, Phi và Hổ đến ăn phở tại tiệm phở 4/9. Ăn uống xong tính tiền tổng cộng là $30. Ông quản lý tiệm phở nói hôm nay có chương trình khuyến mãi đặc biệt, giảm giá $5, mới đưa tiền cho cái cô waitress tiếp viên đó, trả lại cho ba người khách. Cô tiếp viên thấy $5 chia cho ba người bị lẻ, mới xin $2 tiền tiếp, và mỗi thanh niên được lấy về $1. Rồi coi như họ xài là mỗi người là $9. Thì tôi đố quý vị mỗi thanh niên tốn là $9 thì cộng lại là ba người là $27 rồi, cộng với $2 tiền tiếp thì nó ra có $29 thôi. Vậy tại sao mất tiêu $1? Quý vị trả lời dùm TV256 nha. Tại sao nó mất tiêu $? Vậy đó là trong cái đời sống hàng ngày của mình đó, chứ không có cái gì mà không mình nghĩ là không có khó đâu. Đây là những người yêu nước, tất cả những người này yêu nước mà TV256 đã đưa hình ảnh của họ, nhớ họ mỗi ngày luôn. Đây Nguyễn Thị Tâm nè, thấy không? Nguyễn Doãn Kiên nè. Nguyễn Doãn Kiên này là cái người mà muốn người đã có cái ý tưởng thôi. Họ cái ý tưởng là họ đập bỏ cái lăng Hồ Chí Minh. Họ có ý tưởng thôi, họ không có trụ tội gì hết đó. Mà Hồ Chí Minh là một tên gián điệp giặc Tàu. Cách đây cũng trên 2.000 năm, nó có một cái thương gia của Lã Bất Vi. TV256 muốn kể câu chuyện này cho quý vị cho thấy. Lã Bất Vi á, người ta hỏi ông Lã Bất Vi đó là cách làm giàu mà nhanh nhất, thì ông nói chỉ có cách là buôn vua. Buôn vua là nhanh nhất. mà mình đã mua được ông vua rồi thì ông vua đó đem lại cả một cái gian sang cho mình, tiền bạc châu báu cho mình, là chỉ có cách đó là giàu nhất. Thì đó là thuyết buôn vua đó. Thì ngày hôm nay đó, TV256 đã từng chứng minh Hồ Chí Minh nằm ở trong cái thuyết buôn vua. Hồ Chí Minh là tên gián điệp giặc Tàu, và người ta biết rằng ông ta làm thiếu tá Hồ Quang của giặc Tàu, trở thành là chủ tịch nước của Việt Nam, bởi vì Hồ Chí Minh mới sai Phạm Văn Đồng ký cái công hàm bán nước 1958 để dâng cho giặc Tàu Hoàng Sa, Trường Sa cho giặc Tàu, công nhận 12 hải lý. Trong cái bản đồ 12 hải lý nó có hai cái vùng đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Trung Cộng gọi là Tây Sa và Nam Sa. Nó nằm ở trên cái bản đồ mà Phạm Văn Đồng ký công nhận 12 hải lý đó. Thành ra người ta nói Phạm Văn Đồng là một cái tên gọi là bán nước, ký cái công hàm bán nước. Đơn giản gì thôi. Và Hồ Chí Minh là tên gián điệp giặc Tàu, thành ra người dân Việt Nam mới khổ như bây giờ. Hồ Chí Minh sẵn sàng tiêu diệt người dân Việt Nam, bởi nó mới đẻ ra trí phú địa hào, đào tận gốc, tóc tận rễ. Hồ Chí Minh đã làm việc tàn nhẫn như vậy đối với dân tộc Việt Nam. Tất cả những trí thức của Việt Nam bị tiêu diệt. Chỉ có thằng giặc Tàu mới muốn tiêu diệt trí thức của Việt Nam. Là tại sao Hồ Chí Minh thắng trận Điện Biên Phủ, tại sao lại phải bắt tay với Pháp để mà chia hai đất nước Việt Nam? Có phải Hồ Chí Minh là một tên giặc Tàu không? Tất cả đó là những bằng chứng lịch sử. Khi mình thắng giặc Pháp, mình phải đuổi Pháp ra khỏi lãnh thổ của mình, chứ không phải mình bắt tay với Pháp để chia hai đất nước, để thành hai anh em gọi là Việt Nam Cộng Hòa với Việt Cộng, gọi là đánh giết lẫn nhau, rồi để làm cho hiện tại là 5,3 triệu người Việt phải bỏ nước ra đi. Có phải Hồ Chí Minh độc ác vô cùng không? Mà tại sao bây giờ lại đi dựng tượng Hồ Chí Minh? Đất nước đang nghèo đói đi dựng tượng Hồ Chí Minh, đi tôn thờ lại lục tên giặc Tàu. Tên giặc Tàu trong cái thuyết buôn vua của Lã Bất Vi là Hồ Chí Minh đó. Nó buôn vua được, thành ra dân đất bán biển, rồi mai mốt đất nước Việt Nam này cũng về tay giặc Tàu thôi. Hồ Chí Minh là tên tội đồ của dân tộc Việt Nam. Cả một nền văn hóa ở ngoài Bắc bị cái vấn đề mà đấu tố của Hồ Chí Minh mà tan nát hết. Biết bao nhiêu người yêu nước như thế này. Ông Trần Quốc Khánh nè, ông Vượng Nguyễn nè, Trần Anh Kim nè, Cấn Thị Thương nè, Trần Huỳnh Duy Thức nè, tất cả những người yêu nước như thế này mà họ phục vụ cho đất nước thì tốt biết mấy. Trịnh Bá Tư, Trịnh Bá Phương nè, tất cả những người này là những người yêu nước, không thể nào mà bỏ người ta trong tù được. Đây nè, danh sách tù nhân thứ hai nữa, 100 mấy chục người trong đây mà mình chưa có ghi hết đâu. Biết bao nhiêu người tù nữa mà mình đâu có biết đến đâu. Mỗi cái danh sách này là 36 người. Ba cái danh sách này cũng được 108 người rồi. Mà biết bao nhiêu người mình đâu có đủ thì giờ để mình làm hết đâu. Mình đâu có tài liệu đủ để mình làm hết đâu. Biết bao nhiêu người yêu nước như vậy. bỏ người ta trong tù á, tức không? Một cái chế độ gì mà man rợ vậy? Mà đây là những thành phần ưu tú của đất nước đó. Vương Văn Thả nè, họ không có tội gì hết á. Huỳnh Thục Vy nè, họ không có tội gì hết á. Lê Chí Thành nè, là một người công an đó, mà họ thương dân, cũng bỏ vô trong tù nữa. Biết bao những cái khuôn mặt mà sáng lạng như vậy ở trong tù, đau thương không? Tuyên truyền chống nhà nước, một cái luật pháp mà nó vi phạm vào bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, cái quyền tự do ngôn luận của người ta mà. Ở nước Mỹ người ta chống đó, nó có sao đâu. Người dân, khi mà người dân người ta chống cái luật lệ của Mỹ, giống như bà Rosa Parks á, bà lên bà phản đối là bà nói cái luật pháp của Mỹ kỳ quá, tại sao không cho phép cái người da đen để mà bình đẳng với người da đen, được ngồi trên xe bus giống như người Mỹ trắng. Bà nói luật pháp không có công bằng, thế là bà chống. Và bà cũng bị bắt. Bà cũng bị bắt, nhưng mà sau này bà bắt xong một vài tháng sau là bà ra tù rồi. Tại vì những luật sư người ta thấy là bà làm đúng. Và bây giờ bà Rosa Parks đó, bà trở thành một người anh hùng của nước Mỹ. Một người đàn bà mà trở thành một người anh hùng của nước Mỹ. Đến cái ngày mà ngày Rosa Parks là nước Mỹ được nghỉ. Bà là người yêu nước, muốn cái xã hội công bằng, giống như anh Nguyễn Viết Dũng thôi. Ảnh yêu thương cái lá cờ vàng bạc sọc đỏ là cái quyền của ảnh, không có ai có quyền bắt buộc ảnh làm cái gì hết á. Đó là cái quyền tự do ngôn luận của ảnh. Không có tội lỗi gì hết á. Tự nhiên bắt người ta vô trong tù à. Trong khi cái chế độ cộng sản này nó không tạo dựng được một lá cờ cho đất nước Việt Nam nữa. Nó phải ăn cắp cái lá cờ của Trịnh Phúc Tiến về nó làm cờ tổ quốc. Nó là những thằng tội ác. Nó ăn cắp cái lá cờ búa liềm của Liên Xô, nó về nó trở thành cái cờ đảng của nó. Toàn lũ ăn cắp không à. Rồi với Hồ Vinh Quang chỗ nào? Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh năng cấp như vậy hả? Cái Đảng Cộng sản Việt Nam không có quang vinh chỗ nào. Phải nói thẳng như vậy. Các anh không có quang vinh. Các anh đều đứng trên đầu tổ quốc Việt Nam. Các anh mới tự động vỗ ngực của mình là quang vinh muôn năm. Trong khi cái chỉ có tổ quốc Việt Nam quang vinh muôn năm thôi. Không có một cái đảng nào gọi là quang vinh muôn năm được. Tại sao các anh làm những chuyện phản quốc như vậy? Các anh tự dỗ ngực các anh là quang vinh muôn năm, chứng tỏ các anh là những thằng phản quốc. Đơn giản như vậy thôi. Các anh trả lời được không? Các anh trả lời được những gì mà TV256 đang chất vấn các anh không? Chất vấn những cái hành động phản quốc của các anh không? Các anh bắt giam những người yêu nước thì chứng tỏ các anh là những thằng phản quốc. Đơn giản thôi. Các anh thờ lại giặc Tàu, thờ lại tên gián điệp Hồ Chí Minh là các anh phản quốc rồi. Các anh thờ lại lá cờ Phúc Kiến, xem lá cờ Phúc Kiến là tổ quốc là các anh phản quốc rồi. Trả lời được không? Suốt ngày, suốt năm, suốt tháng rồi cứ bắt đi những người yêu nước không. Những người đó người ta không có phạm một cái tội gì hết. Người ta không phải ăn cắp, ăn trộm, giết người. Người ta không có, người ta làm tốt đẹp cho xã hội thôi. Mà giam người ta rất là tàn nhẫn. Giống như giam ông anh Trần Huỳnh Duy Thức đó, 16 năm tù. Chịu nổi không? Giống như giam ông đại úy Nguyễn Hữu Cầu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó, 37 năm tù. Cuộc đời có bao nhiêu mà các anh giam người ta 37 năm tù. Rồi thử hỏi làm sao mà người dân không lên án các anh. Các anh toàn là hận thù. Hận thù. Các anh không có biết bao giờ nhìn qua bên nước Mỹ á. Nước Mỹ người ta cũng có nội chiến vậy đó. Mà hai cái tướng Grant và tướng Lee người ta bắt tay nhau để tạo nên nước Mỹ hùng mạnh. Các anh không biết làm chuyện đó. Các anh chỉ biết bỏ tù. Bất đồng ý kiến là bỏ tù. Đúng là ông Trịnh Công Sơn ông nói, một lũ lai căng, một lũ bội tình. Gia tài của mẹ ông Trịnh Công Sơn ông nói đó, các anh là một lũ lai căng, một lũ bội tình. Các anh là một bọn lai căng, một lũ bội tình. Các anh lai căng là các anh du nhập vào lá cờ búa liềm của Liên Xô. Các anh du nhập vào lá cờ Phúc Kiến của Trung Cộng. Các anh là những thằng lái căng. Các anh bội tình là các anh mang quân từ miền Bắc rồi là đánh thằng miền Nam, đánh anh miền Nam để mà cướp giết, để đuổi đồng bào đi, để mà đồng bào phải vượt biển trên 2 triệu người. Trong khi các anh lại cùng một bào thai với người anh của các anh. Người anh, người em. Chung một mẹ sinh ra 100-900 con. Các anh bội tình. Các anh không biết thương người anh em của mình. Bắt bỏ vô trong tù hết. 1 triệu quân dân kháng chính của Việt Nam Cộng Hòa. 200.000 người phải chết ở trong tù. Ở ngoài Bắc. Đầy ở ngoài Bắc á. Nước Mỹ người ta cũng có nội chiến mà không có một quân nhân nào bị bắt trong tù hết á. Nước Mỹ người ta cũng có nội chiến mà con người ta đâu có bắt. Sau khi chiến tranh là người ta cho về quê. Người ta cho tiền bạc nữa về quê làm ăn sinh sống nữa. Không có một người nào bị bỏ tù hết á. Thì đất nước người ta mới giàu mạnh được. Mình đau chứ. Sự việc mà nó cứ hiện nó xảy ra trước mặt mình không à. Hết người này bị bắt tù đến người kia bị bắt tù. toàn là những người yêu nước không, mà những người can đảm đó, giống như anh Nguyễn Viết Dũng đây nè, Dũng Phi Hổ ấy. Những một thanh niên mà như vậy, anh hùng như vậy lại bắt người ta bỏ trong tù. Nguyễn Thị Tâm nữa. Nguyễn Thị Tâm là cái người mà TV256 rất là quý mến đó. Nguyễn Thị Tâm đó. Đó, chị Nguyễn Thị Tâm số 1 đây nè. Biết bao nhiêu. Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Huệ Như, tàn nhẫn, một cái chế độ mọi rợ, mang rợ, không có tôn trọng bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, mà gọi là làm chủ tịch luân phiên gọi là hội đồng nhân quyền, có đã không? TV cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. Mình nhắc đến Cộng sản là mình nổi sung rồi. Thiệt tình chứ. Mình thấy nó làm sai trái không à. Chưa bao giờ mình thấy thằng Cộng sản nó làm đúng đó. Nó làm khổ nghèo dân như vậy đó. Đất nước người ta chỉ cần tự do, dân chủ, nhân quyền là phát triển tột độ luôn, là không có người dân nào phải bị đói đó. Bảo đảm luôn đó. Ai mà đi ra ở hải ngoại này đều nhìn thấy. Bởi vì đồng bào có thể gửi mấy chục tỷ đô la về Việt Nam á, tiền tư á. Mà tại sao không có biết để mà thay đổi vậy? Mấy chục năm rồi vẫn vậy là cộng sản không à. Cộng sản nó có nó đói chưa? Thấy Cuba không? Thấy Bắc Hàn không? Tại sao cứ tiếp tục rồi là theo cái con đường xã hội chủ nghĩa gì? Theo con đường cộng sản gì? Để cho dân phải đói khổ như vậy. Vô lý thật. Mình thấy vô lý dễ sợ luôn đó. Bộ không có nhìn thấy là 5,3 triệu người Việt ở hải ngoại, người ta sống sung sướng cỡ nào sao? Bởi vì người ta hàng gửi mấy chục tỷ về Việt Nam, tỷ đô la về Việt Nam đó. Gọi là kiều hối đó. Tại sao không thay đổi gì? Thôi cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha. Để mình dịp khác mình nói nữa. Mình phải tiếp tục nói về cái đề tài mà những người bị bắt, những người yêu nước cái bị bắt ở trong tù hoài à, hành hạ người ta. Mà phải người ta có tội, mình bị bắt thì mình không nói. Toàn là những người vô tội không à. Toàn là tội yêu nước không à. Mới tức chứ. Dạ thôi cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe. Xin chào nha.